sao không? Hồi nãy tôi ở bên nhà, tôi nghe nhà cô có tiếng la lớn lắm. Chồng tôi mỗi lần say xỉn là lại đánh đập tôi. Đưa tôi lên xem. Như cô cũng thấy đó, cứ mỗi lần say xỉn là nó lại đánh đập tôi. Sao con không báo cảnh sát đi? Tôi sợ đổ vỡ hạnh phúc gia đình với sợ hàng xóm dị nghị này kia nữa. Nhưng mà lỡ bây giờ anh ta tỉnh dậy, anh ta lại đánh đập cô tiếp thì sao? Chỉ có khi nào mà uống say quá thì anh ta mới vậy thôi. Chứ bình thường anh ta cũng đối xử với tôi tốt lắm. Không sao đâu, anh ấy vừa ngủ rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Vậy thôi, tôi về nha. Nếu mà có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Đấy rồi. Tôi mới gọi cho con một xe cấp cứu rồi đó. À không sao đâu, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi à. Tôi gọi cho chồng của cô. Chồng tôi nó chỉ đang bị say rượu thôi mà, không cần đi cấp cứu đâu. Để tôi đoán nha, có phải là cô với anh ấy đã xảy ra một chút? Sao tối ngày cô đi chơi? Rồi đời mấy thứ này về cho tôi ăn vậy hả? Cô làm vợ cái kiểu gì mà một bữa cơm không nấu được là sao? Loại đàn ông như anh á, ra đường kiếm được mấy đồng bạc lẻ thì đừng có về nhà lấy mặt của tôi. Cô giỏi thì ra đường mà kiếm tiền đi. Rồi sau đó cô cầm bình bông kia đập vào đầu anh. Em đánh tôi hả? Xong rồi make up giả vết bầm để đánh lừa tôi đúng không? Còn tôi coi cái gì nữa? Mau đưa chồng cô đi cấp cứu đi. Có phải án mạng xảy ra hả?